Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua là ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco có sáng kiến thành lập. Nhân ngày kết thúc năm Thánh lòng thương xót, năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố thành lập ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên cho năm 2017, và đó là Chủ nhật thường niên thứ 33. Năm nay là ngày 19 tháng 11, trước khi kết thúc năm phụng vụ. Trước và trong ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đã mời các tín hữu Kitô trên toàn thế giới hãy hành động một cách cụ thể để giúp người nghèo. Khi quyết định dành một ngày cho người nghèo, cho toàn giáo hội, Đức Francisco muốn mang đến cho năm Thánh lòng thương xót một ý nghĩa cụ thể. Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Đức Francisco nhắc lại: các tín hữu Kitô đầu tiên của lịch sử luôn quan tâm đến người nghèo. Đó là một trong các dấu hiệu đầu tiên mà người khác nhận biết mình là Kitô hữu. Căn cứ trên lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi sách Công Vụ, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mọi người theo nhu cầu. Sự quan tâm thường xuyên này cũng là ý nghĩa của đoạn tin mừng: mỗi lần các ngươi làm như thế cho những kẻ bé nhỏ nhất đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Đức Francisco thường hay lấy làm tiếc, và đôi khi tinh thần này bị mất hút trong não trạng thời thượng. Và như Thánh Francisco Assisi đã đề nghị, anh chị em hãy là người hy sinh đời sống mình để phục vụ tha nhân, không phải xem người nghèo như những việc tốt mình làm, nhưng là đến để gặp họ trong thực tế. Từ cuộc gặp gỡ này sẽ nảy sinh niềm vui, vì với người nghèo, chúng ta chạm đến thịt da của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco giải thích: chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu tin mừng trong sự thật sâu thẳm nhất của nó. Ngài cũng nhắc lại kinh Lạy Cha là kinh đọc ở số nhiều: chúng con, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Và như thế là bao gồm chia sẻ, cùng có trách nhiệm chung.